Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rất là vui được có mặt tại đây và rất là vui được chia sẻ lời Chúa cho quý vị. Tôi nhớ hoài cái lời của một đệ tử như rằng, phần thưởng của người được giảng tin lành, đó là được giảng tin lành. Chỉ cần có mặt ở đây để giảng lời Chúa, đó là phần thưởng cho tôi. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị sáng hôm nay và ước mong rằng quý vị sẽ được phước ở trong lời Chúa. Amen không ạ? Chúng ta sẵn sàng để nghe lời Chúa sáng nay chưa? Dạ. Như tôi đã hứa với ông bà anh chị em là tôi sẽ cố gắng để chia sẻ những cái loạt bài giảng về vương quốc của Chúa. Và càng suy gẫm về những cái ẩn dụ về vương quốc của thiên đàng, tôi càng cảm thấy rất là hay. Bởi vì ở trong đó chứa đựng những cái chân lý, những sự mầu nhiệm, những bí mật về nước trời. Và Chúa Jesus đã từng dùng những ẩn dụ đó để chia sẻ, đã giảng dạy. Và ngay cả khi mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại, thì Ngài cũng tiếp tục giảng về vương quốc của Chúa Trời. Là một công dân của vương quốc Chúa thì chúng ta cần biết rõ về những nguyên tắc, những giá trị, nền tảng và những thứ tự ưu tiên để chúng ta bước vào trong vương quốc Chúa và chúng ta sẽ bước đi sống những ngày trời ở trên đất. Chúng ta không còn sống những ngày vất vả, hối hả, mệt lả rồi cuối cùng đi xuống mồ mả mà không có gì hết. Nên sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Matthew đoạn 13 từ câu 31 đến câu thứ 33. Dạ, có hai ẩn dụ mà Chúa Jesus đã kể ở trong Matthew đoạn 13. Matthew đoạn 13 từ câu 31 đến câu thứ 33. Xin quý vị cùng đọc với tôi ba câu kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đổ bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Dạ. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với Hội Thánh trong buổi sáng nay đó là từ nhỏ bé trở nên vĩ đại. Xin quý vị cùng nói theo tôi ạ. Từ nhỏ bé trở nên vĩ đại. Dạ, thưa Hội Thánh, đây là hai ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã dùng để nói về vương quốc thiên đàng. Ẩn dụ đầu tiên, Chúa nói rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ, nhỏ hơn các giống khác. Song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Và ẩn dụ thứ hai, Chúa nói nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đổ bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Hai ẩn dụ Chúa Giêsu dùng, Ngài muốn dạy dỗ chúng ta điều chi? Vương quốc của thiên đàng giống như hạt cải, giống như men, và sau đó cái kết quả của nó là thật là vĩ đại. Có ba điều mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em trong buổi sáng nay ở trong hai ẩn dụ này. Điều thứ nhất mà chúng ta học ở tại đây đó là những điều vĩ đại bắt đầu từ việc rất nhỏ. Những điều vĩ đại bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Chúa Jesus nói gì à? Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải. Thưa quý vị, khi Chúa Jesus dùng ẩn dụ về hạt cải và men để nói về vương quốc của thiên đàng, đối với người Palestine thì họ rất là dễ dàng để tiếp nhận. Bởi vì ở tại Palestine là một xứ nông nghiệp, cho nên khi nói về hạt cải thì người ta biết. Và khi nói về men thì cũng đây cũng là một cái xứ mà người ta thường hay làm bánh, có bánh không men. Dạ. Cho nên khi mà Chúa Jesus dùng ứng dụ này thì họ hiểu ngay. Hạt cải, có ai trong quý vị thấy hạt cải không ạ? Nó lớn hay là nhỏ ạ? Nó giống hạt đậu không ạ? Không, nhỏ hơn hạt đậu nữa. Hạt đậu xanh, hạt đậu đỏ, nó còn chúng ta còn thấy, nó còn thấy đúng không ạ? Nhưng mà hạt cải thì nó bé tí xíu, rất là nhỏ. Nhỏ, cực nhỏ luôn. Và Chúa sử dụng hình ảnh là nước thiên đàng bắt đầu từ cái việc cực kỳ nhỏ đó, đó giống như hạt cải. Rồi men, men là gì ạ? Men là một miếng bột nhồi nhỏ đã ủ và được giữ lại từ cái lần nướng bánh lần trước. Và người phụ nữ khi họ làm bánh thì họ bỏ xíu men vô và trong ba cái đố bột thì nó được dậy cả lên. Trong ngôn ngữ và ý nghĩa của người Do Thái khi nó men á thì người ta liên quan đến cái sự ảnh hưởng gian ác.
Khi mà người Do Thái họ để liên hệ đến sự men á, thì nói lên sự hư thối và cái mục rửa, và nói với điều không tốt. Giống như ở trong Galati đoạn 5 câu 9, hãy cẩn thận về men của người Pharisee, men của người Sadduce, là những cái người xấu, những người chỉ nói mà không có làm. Họ sống giả hình, và thường khi nói đến men thì người ta ngại đến nói về những việc gian ác. Nhưng mà ở trong đoạn kinh thánh này thì men mà Chúa sử dụng ở tại đây không nói về sự gian ác, nhưng mà cái điều quan trọng mà Chúa muốn nói đó là khả năng biến đổi của men. Một tí xíu men làm dày cả đống bột. Chúa muốn nói lên cái tính chất của men và cái sự thay đổi khi mà chúng ta sử dụng một tí xíu men thì nó làm thay đổi cả một cái đống bột, chứ không phải nói về sự gian ác. Vậy thì Chúa Jesus muốn nói gì cho chúng ta ở trong hai ẩn dụ này? Như tôi đã nói, những điều vĩ đại nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Ai trong chúng ta cũng đều yêu mến điều vĩ đại, phải không quý vị? Ai chúng ta cũng muốn nhìn thấy cái điều nó lớn lao, phát triển vĩ đại. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên là những điều vĩ đại bắt đầu từ việc rất nhỏ, hay có thể nói là cực nhỏ nữa. Vì chúng ta hay thường hay không để ý đến nó, chúng ta xem thường nó. Ồ, cái chuyện này chuyện nhỏ, ồ, chuyện này chuyện không đáng chú ý tới. Nhưng quý vị hãy nhớ, những điều vĩ đại bắt đầu từ việc rất nhỏ. Có thể bắt đầu từ một ý tưởng rất là nhỏ. Tôi vừa hồi Chúa ở tại Atlanta về, và tôi được các tín hữu dẫn đi đến một cái thủ phủ, hay nói một cách khác hơn là một công ty của Coca-Cola. Và tại đó thì họ cho chúng tôi về những hình ảnh của cái công ty Coca-Cola bắt đầu từ đâu. Và tôi thật ngạc nhiên khi mà người ta thuyết trình về cái công ty Coca-Cola là một công ty có thể nói là nổi tiếng hàng đầu của thế giới, và cả toàn cầu ai cũng nghe chữ Coca-Cola. Nhưng mà ai biết bắt đầu nó là gì? Qua một dược sĩ và chế tạo ra nó. Và tôi nhớ không bao giờ quên, và khi họ bán cái công thức này đầu tiên đó, nó chỉ có là 2.300 đô vào thập niên 18. Thế kỷ thứ 18, 19, dạ, 19. Nhưng mà sau đó, chỉ có vài năm sau, thì cái giá trị nó lên là 23 triệu. Và sau nó nữa là nó gấp đôi, và bây giờ công ty Coca-Cola nó không phải là triệu nữa, mà nó là hàng tỷ đô la. Nhưng bắt đầu chỉ là một cái công thức nhỏ bé của một người dược sĩ. Và khi bán nó với một cái thau, gọi người ta nói vui là một cái thau bán nước đường chỉ có 2.300 đô. Quý vị thấy không? Bắt đầu nó rất là nhỏ. Không ai để ý nó rằng nó sẽ trở thành một công ty lớn hàng đầu của cả thế giới. Nó bán hàng tỷ đô la. Không ai nghĩ đó. Nhưng mà bắt đầu nó là như vậy. Khi mà Thomas Edison nhìn thấy bà nội của mình đọc kinh thánh với một cái đèn dầu le lói, thì tự nhiên anh có một ý tưởng làm sao để mình chế ra cái đèn cho bà nội đọc. Và quý vị, cả thế giới ngày hôm nay đã mang ơn ý tưởng đó của một nhà khoa học. Đó là bóng đèn điện Thomas Edison đã chế tạo. Cho nên tôi muốn nói với các bạn trẻ và tất cả người đang có cái suy nghĩ để mà khởi nghiệp, hãy nhớ rằng cái ý tưởng từ thiên đàng đem đến cho chúng ta nó rất là nhỏ, nhưng mà đừng bỏ qua nó. Nó có thể trở thành những việc vĩ đại cho tương lai. Có thể đó là một giấc mơ, có thể đó là một khải tượng rất là nhỏ và không ai nghĩ tới hết. Nhưng các bạn trẻ ơi, ông bà trẻ ơi, những người đang lắng nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay, hãy nhớ rằng nước thiên đàng bắt đầu những việc rất là nhỏ. Chúng ta mơ đến những giấc mơ lớn, chúng ta mơ đến những khải tượng lớn, nhưng hãy nhớ bắt đầu từ việc rất là nhỏ. Có nhiều người nói tôi có khải tượng này, tôi có khải tượng kia. Tôi rất là vui khi nghe có nhiều tín hữu ngày hôm nay nói rằng giấc mơ của tôi là như vậy, khải tượng của tôi là lớn như vậy đó. Nhưng mà không bắt đầu từ việc nhỏ thì làm sao có việc lớn được? Quý vị amen không ạ? Tất cả bắt đầu từ việc nhỏ. Phép lạ lớn bắt đầu từ phép lạ nhỏ. Khải tượng lớn nhưng mà bắt đầu từ những việc nhỏ. Để có hội thánh ngày hôm nay hơn 500 người, chúng tôi bắt đầu từ một hội thánh cực kỳ nhỏ, ở trong một cái nhau nhà nhỏ, với những nhóm người nhỏ. Và chưa kể bà mục sư Xuân Hiền đã kể lại cho chúng ta biết là nó phải chạy từ chỗ này qua chỗ khác, và thậm chí không có nơi nhóm lại nữa quý vị. Chúng tôi phải thờ phượng Chúa ở trong nhà thờ công giáo, ở trong karaoke, ở trong quán cà phê, vân vân,
bởi vì không có chỗ. Nhưng ngày hôm nay, cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có nơi tốt lành. Hallelujah! Bắt đầu từ việc rất là nhỏ, quý vị. Đừng xem thường việc nhỏ. Và hãy bắt đầu ngay từ việc nhỏ. Tôi chúc mừng quý vị nếu quý vị có giấc mơ lớn. Chúc mừng quý vị nếu quý vị có khải tượng lớn, có những ý tưởng lớn. Nhưng đừng bao giờ quên, tất cả những việc lớn bắt đầu từ việc cực kỳ nhỏ. Hãy trung tín trong việc nhỏ. Hãy làm việc nhỏ trước, rồi Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Có đôi khi chúng ta đánh giá một người, chúng ta ôi không là gì hết, không có thể làm được việc lớn đâu. Nhưng quý vị ơi, đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Tôi rất là cảm động và được khích lệ khi nghe được câu chuyện của một người mà anh đã được sanh ra trong một gia đình. Lúc 4 tuổi thì cha anh đã qua đời và để lại một đống nợ, và cả gia đình mẹ anh phải nuôi 9 đứa con và anh là đứa con thứ 6. Không biết xoay sở như thế nào, nhưng mà đức tin của bà rất là kiên cường. Những người xiết nợ, họ đã xiết nợ hết những gì có thể xiết ở trong gia đình của người đó. Và năm 17 tuổi anh rời ra khỏi nhà và anh đến một cái tiệm đóng giày để học làm giày. Và cũng năm đó là năm anh bắt đầu gặp Chúa, tin Chúa và dâng cuộc đời mình trong tay Chúa. Một người thanh niên nghèo ở trong một gia đình nghèo, thiếu nợ, xuất thân từ một người không ai chú ý tới. Và cái lòng sốt sắng của anh yêu mến Chúa đến nỗi là khi tin Chúa thì anh bắt đầu làm chứng về Chúa cho nhiều người. Và lao dọn bàn ghế và chuẩn bị ghế cho người ta đến nhóm lại và mời người ta đến nhóm lại ở trong nhà thờ. Và cảm ơn Chúa, anh làm rất là tốt. Nhưng mà có nhiều người chấp sửa trong hội thánh nói rằng vậy đủ rồi, đừng có nói nha, đừng có nói chuyện trước công chúng. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì anh là người ít học. Những câu chữ anh nói đó, văn phạm không có đúng. Cho nên những người chấp sự nói dọn dẹp bàn ghế được rồi, hay là mời người ta đến làm tin Chúa được rồi, đừng có làm gì nữa, được rồi. Nhưng mà về lòng sốt sắng yêu mến Chúa, anh không có ngưng lại trong việc làm chứng về Chúa. Anh vẫn tiếp tục nói về Chúa và vẫn có chia sẻ về Chúa. Và quý vị biết người đó là ai không ạ? Cuộc đời của ông đã đem lại một ảnh hưởng rất lớn cho cả thế giới. Một chàng thanh niên nghèo, ít học, khi mà dâng cuộc đời mình ở trong tay Chúa, vì người ta xem thường và nghĩ rằng anh không thể làm được việc lớn, nhưng cuối cùng anh đã trở thành một nhà truyền giảng vĩ đại của thế kỷ thứ 19, là chủ tịch của hội đoàn thanh niên thế giới và mở nhiều hội thánh lớn, và đặc biệt ở tại Chicago, một trong những nhà thờ, một cái trường kinh thánh nổi tiếng mà nhiều người ham muốn để đến học đó, đó là Moody. Thưa quý vị, đừng xem thường việc nhỏ. Đừng xem thường những con người mà chúng ta chỉ là không có là gì hết. Chúa có thể dùng những con người tầm thường để làm nên điều vĩ đại. Một hạt cải nhỏ không làm gì cả. Một tí xíu chất dầu làm gì? Một tí xíu dầu để làm được gì? Nhưng mà Eli đã nói với người đàn bà là hãy dùng cái dầu đó và đổ trong những bình khác. Và cái chút xíu dầu đó đã làm nên phép lạ. Một tí xíu bột, một tí xíu dầu, hai cây củi đó làm được gì? Nhưng mà khi người đàn bà quả đó đã nghe lời của tiên tri và làm theo lời của tiên tri, điều gì đã xảy ra quý vị? Bà và gia đình bà cùng với Eli được nuôi đầy đủ trong những năm hạn hán. Cho nên ông bà chị em đừng có xem thường việc nhỏ. Ồ, có tí xíu vốn này làm được gì? Có tí xíu tiền này làm được gì? Một tí xíu khả năng này làm được gì? Quý vị, Đức Chúa Trời Ngài có thể làm những việc nhỏ bé trở nên vĩ đại khi chúng ta trao phó nó trong tay của Ngài. Vì trong vương quốc của Chúa là vương quốc của quyền năng. Chúa có thể biến những điều tầm thường trở nên phi thường. Ông bà chị em thân mến, tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay nhắc nhở tôi và tất cả quý vị. Nếu ai trong chúng ta đang xem thường những việc nhỏ, chúng ta nghĩ là ôi phải là lớn kìa. Không có quý vị. Tôi nhớ cách đây 12 năm, một chàng thanh niên đã đến nói với tôi rằng mục sư cho con được học trường kinh thánh. Tôi nhìn từ đầu đến chân người bạn này ốm giống như Lý A Của bây giờ. Tôi hỏi rằng con muốn học trường kinh thánh để làm gì? Và người bạn này nói là dạ con muốn trở về quê hương con để làm chứng về Chúa. Và tôi nói rằng
được mục sư chấp nhận để con bước vào chương trình Kinh Thánh. Và chàng thanh niên đó đã học và vài lần anh đã có suy nghĩ thối lui để trở về. Bởi vì thứ nhất, mặc cảm mình là người sắc tộc. Ngôn ngữ tiếng Việt của anh rất là hạn chế, anh không có nói được nhiều. Anh nói tiếng Hờ Mông thì rất là giỏi, nhưng mà nói tiếng Việt thì rất là ngượng ngạo. Và học đó thì là thi bằng tiếng Việt chứ không phải là tiếng Hờ Mông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh nghĩ rằng nếu mình bỏ cuộc thì những bạn Hờ Mông sao có thể học được không? Và anh quyết định là đeo đuổi cho đến cùng. Và sau đó thì anh đã tốt nghiệp. Từ một chàng thanh niên nghèo ở một cái xứ ở Tây Bắc, ốm yếu, gầy mòn, và mọi người xem thường. Chính quyền lúc bấy giờ cũng nói anh là thằng này, thằng kia. Nhưng mà khi anh tốt nghiệp xong, chúng tôi cùng với anh đi ra để mà phục vụ Chúa ở tại vùng Tây Bắc, ở tại Lào Cai, và giúp đỡ cho đồng bào ở tại đó, những người bị thiếu thốn, những căn nhà tình thương, rồi giúp gạo cho những người đồng bào ở tại đó, rồi giúp quần áo cho trẻ em, rồi gửi cặp cho những trẻ em ở vùng quê đó. Thì bắt đầu từ cái chỗ người ta gọi là thằng, thì sau này người ta gọi anh là thầy. Rồi từ cái thầy, bây giờ anh là mục sư. Từ một người không biết mình phải làm gì hết, không biết bắt đầu từ đâu cả. Của quý vị, sau 12 năm, chàng thanh niên nghèo, ít học đó đã trở thành mục sư của 45 hội thánh. Lớn lên nữa quý vị. Ban đầu rất là nhỏ bé đúng không quý vị? Mọi người xem thường, ít học, biết nói cái gì, biết giảng cái gì, biết làm cái gì. Ngày hôm nay, anh đã là mục sư trưởng khu vực của 45 hội thánh. Và khải tượng là 100 hội thánh nữa quý vị. Tôi thật đầy tự hào khi mà nhìn lại cuộc đời của người thanh niên này. Một hạt cải rất là bé nhỏ, bị xem thường, bị sỉ nhục, người ta không coi mình ra gì hết. Nhưng ngày hôm nay, anh đã trở thành một mục sư đầy ơn của Chúa. Kinh Thánh nói gì? Ta nói rõ với các con, nếu các con có đức tin bằng hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi này hãy dời từ đây qua đó, nó sẽ dời. Và chẳng có điều gì các con không làm được. Đức tin hạt cải thôi quý vị. Có nhiều đòi hỏi làm đức tin lớn. Quý vị, Chúa chỉ đòi hỏi đức tin của tôi và quý vị là đức tin bằng hạt cải thôi. Hay nói cách khác hơn là đức tin nhỏ thôi. Nếu chúng ta dám tin vào lời Chúa, tin vào Chúa, thì không việc gì là không thể. Không cần phải là đòi hỏi lớn đức tin giống như mục sư này, mục sư nọ. Quý vị, nếu chúng ta tin, chúng ta đặt tay, Chúa chữa lành. Chúng ta tin, chúng ta làm theo lời Chúa, Chúa làm phép lạ cho chúng ta. Không phải đòi hỏi việc lớn đâu quý vị. Bắt đầu những việc lớn bằng đức tin nhỏ của chúng ta. Quyền lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị, hãy nhớ, chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho chúng ta việc lớn. Chúng ta trung tín với số tiền nhỏ, Chúa sẽ trao chúng ta số tiền lớn. Chúng ta trung tín với cái công việc được giao phó, thì Chúa sẽ giao cho chúng ta việc lớn hơn. Tôi thấy rất là ngạc nhiên, nhiều người rất là muốn mình nhận được việc lớn, số tiền lớn, nhưng mà lại không trung tín trong việc nhỏ. Không làm tốt ở trong việc nhỏ của mình. Hãy bắt đầu từ việc rất nhỏ, bắt đầu từ một người, bắt đầu từ một nhóm nhỏ, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy số người lớn mà Đức Chúa Trời trao phó cho chúng ta. Điểm thứ hai mà chúng ta được học tại đây, Ngài phán với họ một ân dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Ngài phán với họ một ân dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dày cả lên. Quý vị hãy chú ý chỗ này. Hạt cải nếu mà để ở trên đây, nó có thành cây cây không ạ? Không. Kinh Thánh nói gì? Hạt cải gieo vào đồng và nó sẽ lớn lên. Men mà chúng ta để ở trong cái hũ, nó vẫn là men. Đúng không quý vị? Men nó chỉ làm cho bột dậy lên khi mà nó được bỏ vào trong đấu bột. Điểm thứ hai mà Chúa Jesus muốn nhắc nhở chúng ta ở tại đây, điều vĩ đại sẽ xảy ra khi mà chúng ta dám hành động. Tôi xin nhắc lại, điều vĩ đại sẽ xảy ra khi mà chúng ta dám hành động. Hay nói cách khác hơn là hành động đem đến sự biến đổi. Ý tưởng mãi mãi là ý tưởng nếu chúng ta không làm. Giấc mơ mãi mãi là giấc mơ. Khải tượng mãi mãi là khải tượng nếu chúng ta
không dám bước đi. Cho nên để hạt cải nó có thể trở thành một cây rau hay là men để làm dậy cả đống bột thì nó phải được gieo xuống. Ông bà chị em ơi, tôi biết có những người có khải tượng lớn đang ngồi ở tại đây và có người đang có giấc mơ lớn đang nghe tôi nói trong buổi sáng hôm nay. Nhưng tôi muốn hỏi rằng chúng ta có dám hành động theo điều mà Chúa mặc khải cho mình hay không? Có hai điều mà tôi nhìn thấy khiến cho người ta thất bại. Đó là suy nghĩ mà không làm. Người đầu tiên đó là người suy nghĩ mà không làm. Suy nghĩ nhiều lắm, tư duy nhiều lắm, nhưng mà không làm gì hết. Không thể thành công được, đúng không quý vị? Tôi có ý tưởng, tôi có giấc mơ, tôi có khải tượng, tôi muốn, nhưng mà tôi không làm gì hết. Nên có câu chuyện vui, người ta kể có ba con ếch nó ngồi ở trên cái hang, và ba con nó nói, bây giờ chúng ta phải nhảy xuống để cứu mình thôi, mình ở đây hoài không được. Theo quý vị, có bao nhiêu con nhảy xuống? Ai nói một con? Ai nói hai con? Dạ. Tôi rất là vui vì hội thánh chúng ta rất là thông minh, không có con nào nhảy hết. Nó chỉ nói thôi à. Nói là một lẽ, hành động là một lẽ. Suy nghĩ mà không làm, không thể nào có thành công. Hoặc làm mà không suy nghĩ cũng là thất bại. Nên muốn thành công, chúng ta không phải chỉ mơ mà thôi, không phải chúng có ý tưởng mà thôi, có khải tượng mà thôi, mà chúng ta cần phải hành động. Khải tượng phải đi kèm với chiến lược và mục tiêu, và hành động sẽ giúp cho chúng ta thấy được kết quả. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta rất là ngại, không biết là làm có chuyện gì xảy ra không, mình làm không thất bại người ta cười. Thưa quý vị, tôi nghiệm được một điều, cái bước chân đầu tiên là bước chân khó nhất, nhưng mà nếu chúng ta dám bước chân thứ nhất thì Chúa sẽ cùng đi bước thứ hai với chúng ta. Tôi xin nhắc lại, bước chân đầu tiên là bước rất là khó, nhiều người trong chúng ta không dám bước. Nhưng mà hãy tin tôi điều này buổi sáng hôm nay, nếu chúng ta dám bước cái bước đầu tiên thì bước thứ hai Chúa sẽ cùng đi với chúng ta. Khi mà Chúa đặt chúng tôi có khải tượng là để mở hội thánh 500 người, quý vị, điều mà chúng tôi ao ước là sẽ có một phòng nhóm, làm sao để có thể có 500 người nhóm lại. Tôi chia sẻ với ba mục sư, nhưng mà chỉ có mục sư đồng ý cùng đi với tôi, đó là mục sư Xuân Hiền. Và lúc bây giờ chúng tôi chưa phải là 500 người. Một hội thánh, mỗi hội thánh chưa đầy 100. Nhưng mà chúng tôi quyết định đi ra khỏi cái ngôi nhà nhỏ, đi ra khỏi cái nơi an toàn, để bước lên một cái nơi phiêu lưu đầy thách thức. Khi chúng tôi đến đây mướn cái chỗ này thì người ta nói với chúng tôi là 7 đô cho 1 mét vuông. Và lúc bây giờ thì tài chính của chúng tôi, cô Trinh lúc đó là thủ quỹ, không có đủ tiền để làm điều đó. Và thậm chí làm cái phòng này chúng tôi cũng không có đủ tiền nữa. Nhưng mà chúng tôi cậy đức tin và bởi ơn của Chúa dám bước. Và chúng tôi đã bước đi cái bước đầu tiên, quý vị ơi, nó rất là hồi hộp, nó rất là phiêu lưu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bước thứ hai, bước thứ ba, và cho đến ngày hôm nay, Chúa đã làm thành giấc mơ của chúng ta. Hallelujah! Hãy bước đi bước đầu tiên quý vị, dù có khó khăn nhưng hãy mạnh dạn bước đi. Chúa sẽ làm bước thứ hai cho chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ đứng chờ sẽ không có điều gì xảy ra đâu. Tôi thấy có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay chúng ta có một đời sống đức tin thụ động. Chúa ơi con chờ Chúa, Chúa ơi con chờ Chúa. Không quý vị, như tôi đã nói, tôi học biết về nguyên tắc của vương quốc Chúa thì tôi càng thấy thích thú hơn nữa. Và tôi đã thay đổi cái suy nghĩ và đức tin của mình. Quý vị, đừng bao giờ chờ mà hãy hành động. Nếu đó là thời điểm Chúa muốn chúng ta làm, nếu đó là đúng lúc, đúng thời điểm rồi, hãy bước đi. Bước đầu tiên, bước thứ hai Chúa sẽ làm. Chúa sẽ làm bước thứ hai cho chúng ta. Như tôi đã nhiều lần chia sẻ cho quý vị, khi mà Chúa đặt trong tôi ý tưởng để mở trường Kinh Thánh cho các bạn sinh viên, và tôi bắt đầu, quý vị, chỉ có 3.000 đô. Một người bạn của tôi chia sẻ, khi tôi chia sẻ khải tượng là tôi muốn dấy lên thế hệ trẻ và muốn dấy lên nhiều mục sư nhà truyền giáo nữa cho Việt Nam,
Và người đó nói, mục sư, tôi ủng hộ mục sư. Và anh đã gửi cho tôi, nói rằng tôi gửi cho mục sư 3.000 đô. Quý vị, 28 sinh viên mà có 3.000 làm sao tôi bước đi? Tôi hỏi mục sư, tổng thư quỹ là lúc đó mục sư Thu, bao nhiêu tiền cho một năm vậy cô Thu? Để nuôi được 28 cái tòa háo mồm. Cô Thu nói, 1 tỷ, 1 tỷ đồng. Tôi nói, Chúa ơi, có 3.000 đô, lúc đó khoảng chừng 70 triệu thôi. Nhưng mà bởi đức tin, tôi cậy ơn Chúa bước đi cái bước đầu tiên. Tôi nói, Chúa ơi, con không muốn là đang làm nửa chừng con bỏ nha Chúa. Chúa đồng đi với con, tôi có sự xác nhận của lời Chúa. Và bước đi cái bước đầu tiên và chiêu sinh 28 sinh viên. 28 bằng sinh viên đã về học. Và cảm ơn Chúa quý vị, Chúa đã đồng đi với chúng tôi bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Khóa 1 tốt nghiệp, khóa 2 tốt nghiệp, khóa 3 tốt nghiệp, khóa 4 tốt nghiệp, khóa 5 tốt nghiệp, khóa 6 tốt nghiệp. Và đúng như điều mà tôi ao ước, mục tiêu là 150 sinh viên. Và cảm ơn Chúa, 150 sinh viên đã được tốt nghiệp, trở thành những mục sư cho vương quốc Chúa. Hallelujah! Bây giờ họ trở thành những nhà truyền giáo, trở thành những mục sư, những quản nhiệm. Tôi thật sự cảm ơn Chúa khi nhìn lại điều này. Bắt đầu rất là khó quý vị, nhưng mà tôi đã dám bước cái bước đầu tiên. Và những bước kế tiếp tôi không biết là tiền ở đâu tới quý vị. Và cảm ơn Chúa cái ngày mà tôi chuyển giao cho cái người kế nhiệm. Thì quý vị ơi, chúng tôi lời được 150 sinh viên. Và tài chánh ở trong trường kinh thánh của chúng tôi lại gấp nhiều lần hơn mà không thiếu một đồng nào hết. Hallelujah! Cho nên nguyên tắc của vương quốc Chúa là hãy hành động, đừng chờ. Hãy làm, rồi Chúa sẽ làm. Tôi học được một điều mà đó là điều đã thay đổi tâm trí của tôi. Nhiều năm tôi nói, Chúa ơi, con chờ Chúa, con chờ Chúa. Quý vị, Chúa sẽ cho chúng ta chờ. Cho đến khi chúng ta dám bước thì Chúa sẽ làm. Kinh Thánh nói gì ạ? Ở trong Luca đoạn 6:31, xin quý vị đọc giùm tôi ạ. Hãy làm cho người ta những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình. Ở trong cái nguyên tắc của đời này thì là bánh ít đi trước, bánh quy đi lại. Đúng không quý vị? Nghĩa là người ta cho mình xong mình cho lại. Nhưng mà ở trong nguyên tắc của vương quốc thiên đàng thì là bánh quy đi trước, bánh ít trở lại sau. Có nghĩa là chúng ta muốn người ta làm gì cho mình hãy làm cho người ta trước, rồi Chúa sẽ làm lại cho mình. Chỗ này ít ai em không hả? Đây là cái khám phá và cái bí mật của vương quốc Chúa mà có nhiều người trong chúng ta đã không có hiểu. Chúng ta cứ ngồi chờ người ta làm cho mình trước rồi mình sẽ làm lại cho người ta. Không quý vị ơi, ở trong vương quốc của Chúa là chúng ta làm trước, Chúa sẽ làm sau. Trước hết làm gì ạ? Tìm kiếm vương quốc Chúa. Rồi Ngài làm gì ạ? Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là chúng ta cần tìm kiếm Chúa trước, ưu tiên cho Chúa trước, phục vụ Chúa trước, Chúa sẽ làm lại cho chúng ta. Thôi tôi nhớ câu chuyện mà tôi không bao giờ quên. Khi con gái của tôi sắp sửa tốt nghiệp và ước ao của con gái của tôi là có chiếc xe Honda để đi học đại học, thì tôi không có đủ tiền. Tôi nói thôi cầu nguyện cho ba. Thì cũng lúc bấy giờ có một mục sư, ông cũng ao ước có chiếc xe Honda, và tôi với ông cùng đi coi xe Honda và mua xe cho ông. Thì khi đến cái chỗ cửa hàng mua xe thì ông nói, wow, em thích chiếc này quá mục sư. Nó thích mua đi em. Thì hỏi bao nhiêu thì giá nó hơi cao hơn cái số mà ông có. Tôi nghĩ lúc bây giờ thì là thiếu khoảng chừng một cái bánh xe. Dạ, mua chiếc xe mà tiền thiếu một bánh xe. Tôi nói, mua đi em, thầy giúp em cái bánh xe. Mặc dù lúc bấy giờ là tôi đang cần có tiền để mua chiếc xe Honda cho con gái của tôi, vì đó là mơ ước con gái của tôi. Rồi khi giúp cho đầy tớ Chúa mua chiếc xe Honda đó xong, thì đầy tớ của Chúa rất là vui. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư đã ủng hộ em để mua chiếc xe. Thì số tiền mà tôi dành để mua cho xe cho con gái tôi thì đã hết rồi. Thì tôi đã giúp cho mua bánh xe rồi. Quý vị biết điều gì sẽ không ạ? Chỉ có vài tháng sau, có một người đến nói tôi là, mục sư Lâm, tôi muốn tặng cho anh một chiếc xe Honda để anh tặng cho con gái anh. Tôi đã làm cho người ta trước và Chúa làm lại cho chúng tôi. Một câu chuyện khác nữa mà tôi với vợ tôi luôn bao giờ, lúc nào cũng nhớ. Lúc mà chúng tôi cưới xong thì chúng tôi được đi hưởng từng trăng mật.
Thì số tiền còn lại mẹ tôi cho chúng tôi 100.000. 100.000 để hưởng tiền trăng mật đó quý vị. Là biết là nhiều lắm rồi đó. Mà tôi với vợ tôi không biết là đi đâu. Nhưng mà lúc bây giờ thì chúng tôi lên nhà của mục sư Nguyễn Văn Trung. Và nhà đó thì ở Đà Lạt cho nên cho chúng tôi ở nhờ. Và mấy đêm ở đó để hưởng tiền trăng mật. Và đó là những cái kỷ niệm không bao giờ quên của vợ chồng tôi khi mà chúng tôi bắt đầu hầu vị Chúa. Cho nên khi sau đó thì trở về để hầu vị Chúa ở tại ở vùng Bảo Lộc thì chúng tôi bị bắt bỏ tù. Nên chúng tôi vẫn luôn nhớ là cái hưởng từng trăng mặt của chúng tôi là ở trong tù. Và về sau khi mà các mục sư trẻ bắt đầu phục vụ Chúa và họ lập gia đình, tôi nói với vợ tôi rằng em, mình không có những cái ngày được hưởng từng trăng mặt đầy đủ. Bây giờ mình ủng hộ họ nha em ha. Và thế là vợ chồng chúng tôi cầm số tiền mình có để ủng hộ cho họ 3 hoặc 4 ngày để hưởng từng trăng mật sau khi họ cưới. Và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi mình làm được điều đó cho người khác. Và tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được cái gì hết. Và cứ có cặp vợ chồng nào trẻ và là mục sư là cưới vợ xong là chúng tôi ủng hộ họ. Thì một ngày kia có một mục sư nói tôi rằng: mục sư ơi, em muốn tặng ông bà mục sư một chuyến đi nghỉ miễn phí một tuần lễ ở tại xứ Do Thái. Ông bà mục sư có đi không? Chúng tôi ước ao đi Do Thái nhiều lắm, nhưng mà nghĩ rằng đó là số tiền rất là lớn, làm sao mình có thể đi được. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cho người khác thì Chúa lại làm cho mình. Tôi mong những điều mà tôi vừa chia sẻ để khích lệ tất cả quý vị hãy thay đổi cái suy nghĩ của mình. Đây là nguyên tắc của Vương quốc Chúa. Chúng ta muốn làm người khác làm gì cho mình, hãy làm cho người ta trước. Nếu chúng ta muốn Chúa làm gì cho mình, hãy làm cho Chúa trước. Đừng có nói là Chúa ơi làm cho con trước đi, con sẽ làm cho Chúa. Chứ cho con đi rồi con sẽ dâng cho Chúa. Không quý vị, vương quốc Chúa là con dâng cho Chúa trước, Chúa sẽ làm lại cho chúng ta. Và như tôi đã làm chứng quý vị, Chúa đã nói với tôi rằng con xây nhà ta xây nhà con. Tôi đã thay đổi cái suy nghĩ và hành động theo vương quốc của Chúa. Đó là hãy làm cho Chúa trước, hãy phục vụ Chúa trước, hãy hết lòng thờ phượng Chúa trước. Đức Chúa Trời sẽ ban thêm cho chúng ta. Quan trọng là hãy hành động quý vị. Đừng chỉ giữ ý tưởng, đừng có giữ ước mơ, đừng có giữ cái điều mà chúng ta mong muốn. Hãy hành động với những gì chúng ta có thể. Với những gì chúng tôi có thể, chúng tôi làm cho những bạn trẻ đó. Với những gì chúng tôi có thể, chúng tôi làm cho những mục sư đó. Không phải là số lớn đâu quý vị, nhưng mà điều mà chúng tôi nhận số lớn hơn. Số điều mà chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được. Nên tôi ước mong rằng lời của Chúa buổi sáng nay giúp đỡ cho quý vị hiểu được những cái giá trị và nguyên tắc của vương quốc Chúa. Và nếu chúng ta bước đi, chúng ta sẽ đi từ phép lạ này đến phép lạ khác. Hãy hành động quý vị. Cứ làm những việc nhỏ đi. Gieo cái nhỏ nhất đi. Để rồi chúng ta sẽ thấy những việc lớn sẽ xảy ra. Bắt đầu bằng một cháu mồ côi đi. Rồi sẽ hai cháu mồ côi. Rồi ba cháu mồ côi. Tôi không nghĩ tới một ngày chúng tôi có thể giúp cho hàng chục cháu mồ côi mỗi tháng để giúp đỡ cho các cháu bước đi học lời của Chúa. Bắt đầu chỉ là một cháu mồ côi khi mà chúng tôi có thể làm được. Bắt đầu từ việc nhỏ. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy sự chúc phước của Chúa càng hơn nữa cho tài chánh, cho gia đình, cho hạnh phúc và cho chúc phúc quý vị. Và điểm cuối cùng mà chúng ta học ở tại đây đó là sự vĩ đại của vương quốc Chúa. Thật là ngạc nhiên phải không quý vị? Một hạt cải không thấy được, rất là nhỏ bé, men cũng không thấy được, nhưng mà khi nó đã được bỏ vào trong đấu bột thì nó đã trở nên một sự vĩ đại. Một hạt cải khi gieo vào trong đất thì đã trở nên một cây cải, và Kinh Thánh nói rằng nó trở thành một cái thứ rau và trở nên cây cối. Có lẽ quý vị nói cải thì nó cỡ này thôi, chứ nếu mà chúng ta biết ở tại Palestine thì những cây cải nó không phải cỡ này đâu. Có những cây cải mà nó mọc tới 4, cao tới 4 mét. Thì chúng ta biết Do Thái là xứ đường sữa và mật mà. Đất rất là trù phú, và cái hạt cải khi bỏ xuống nó trở thành một cây cải rau rất là lớn. Đến nỗi Kinh Thánh nói rằng chim trời có thể làm ổ trên nó được. Điều này Chúa muốn gì? Tinh lành của Chúa rất đầy năng quyền. Ở trong vương quốc của Chúa là vương quốc của quyền năng. Ở trong hạt cải có sự sống, và bởi Đức Thánh Linh hành động, nó sẽ trở nên một điều rất là vĩ đại. Chúng ta không thể ngờ được đâu. 120 người môn đồ ở tại phòng cao,
Chỉ 120 môn đồ ở phòng cao bắt đầu tin lành của Chúa, bắt đầu hội thánh của Chúa ở tại phòng cao 120 người. Mà trong 120 người đó bị chê là dốt, là ít học, là những người đánh cá. Nhưng mà khi thánh linh của Chúa đổ xuống ở trên họ, họ được báp têm trong thánh linh, họ được ân tư tiên mới, và họ đi ra với quyền năng của Chúa, thì chúng ta thấy 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, và không phải tại Jerusalem mà đi khắp cùng cả thế giới. Đó là sự bùng nổ của phúc âm, đó là quyền năng của vương quốc Chúa. Quý vị ơi, đó là điều mà thánh linh của Chúa sẽ làm. Quan trọng chúng ta đừng giới hạn chính mình. Có nhiều người trong chúng ta ở trong vương quốc của Chúa, nhưng mà chúng ta không được phát triển như điều mà Chúa muốn, bởi vì chúng ta đã giới hạn chính mình. Ồ, mình là không được đâu, mình là phụ nữ, ồ, mình yếu đuối, mình không làm được. Và cái tư duy đó, cái suy nghĩ đó đã giới hạn chính chúng ta và quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng điều này để khích lệ và thách thức tất cả mọi người. Quý vị, vương quốc của Chúa là vương quốc quyền năng. Ở trong vương quốc của Chúa, điều không thể sẽ thành có thể. Điều tâm thường, Chúa sẽ khiến cho nó trở nên phi thường. Khi mà chúng ta dám hành động, khi mà chúng ta dám bước đi với Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẽ làm những điều vĩ đại đó cho chúng ta. Tôi rất là thích thú với câu chuyện của nữ hoàng Elizabeth mà hôm qua mục sư Phạm Mục Thu đã chia sẻ. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bà lên trị vì quân vương Anh 27 tuổi. Và bà đã ở trong cương vị đó 70 năm. Có nhiều người hỏi vì sao nữ hoàng có thể đứng được ở trong vị trí đó lâu như vậy. Một vương quốc mà rất là nhiều người thích thú ngay chỗ cái ghế đó. Nhưng làm sao bà có thể trị vì được 70 năm? Và trong cái buổi lễ tang của bà thì có một lời nói mà tôi cảm thấy rất là thích thú. Đó là lời nói của bà thủ hiến, bà Nicola Sturgeon, là thủ hiến của nước Scotland. Bà đã nói như thế này: trong một thế giới luôn có sự thay đổi và bất ổn, nhưng nữ hoàng Elizabeth là một hình mẫu kiên định và tuyệt vời. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã là chỗ dựa cho đất nước của chúng ta. Mà người ta đặt câu hỏi, vậy ai là chỗ dựa của nữ hoàng? Nữ hoàng đã có những bài phát biểu vào trong những đêm Giáng sinh, và bà đã nói như thế này: với tôi, cuộc đời Chúa Giêsu, Chúa bình an là nguồn động lực và là chỗ dựa cho đời sống tôi. Hãy tất cả ông bà chị em và tất cả những người nữ có mặt ở trong buổi sáng hôm nay, đừng giới hạn chính mình. Đừng giới hạn chính mình. Nữ hay nam, trước mặt Đức Chúa Trời đều có giá trị. Người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, trước mặt Đức Chúa Trời đều có giá trị. Cuộc đời của chúng ta không có bị định nghĩa bởi xuất thân của chúng ta, không có được định nghĩa bởi chúng ta là ai. Cuộc đời của chúng ta khi được ở trong vương quốc của Chúa sẽ được định nghĩa bởi chính Ngài. Quan trọng là chúng ta có dám dâng cuộc đời mình ở trong tay Chúa để Chúa sử dụng và Chúa làm cho nó trở nên vĩ đại hay không. Có nhiều người trong chúng ta vẫn làm như vậy sau nhiều năm theo Chúa, bởi vì chúng ta không dám hành động theo lời của Chúa. Chúng ta không dám bước đi theo lời của Chúa, nên chúng ta không kinh nghiệm điều vĩ đại Chúa làm trên cuộc đời của mình. Tôi mong rằng lời này thách thức tất cả quý vị. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, ở trong một buổi cầu nguyện, tôi nghe được tiếng Chúa phán: ta muốn con ra miền Bắc để giảng tin lành. Thưa quý vị, ở trong thời điểm đó là thời điểm mà khó khăn lắm, và hội thánh của Chúa chưa có ở miền Bắc nữa. Tôi từ chối ngay lập tức. Tôi nói: Chúa, sao được, ngoài đó khó lắm, người ta vô tín nữa, người ta không tin Chúa đâu, Chúa ơi, con không đi đâu. Nhưng mà Chúa phán tôi là ta muốn con đi, con hãy đi. Tôi nói: nhưng mà Chúa biết rồi, con đang chịu trách nhiệm ở miền Nam. Và tôi lý luận với Chúa một hồi thì tôi bất an lắm. Tôi nói: thôi được rồi, con sẽ nghe lời Chúa. Con nhìn thấy trong buổi nhóm này có một người tiên tri,
Nếu mà đến từ Chúa, Chúa muốn con đi, Chúa khiến ông tiên tri đó đặt tay trên đầu con đi. Tôi vừa nói dứt lời quý vị, quý vị bằng tay mập đặt trên đầu tôi. Và nói cái câu mà tôi vừa nói, hãy đi vì ta sai con. Tôi nói con đầu hàng, con đầu hàng Chúa, con sẽ đi. Và khi tôi về nhà tôi nói Chúa, tôi lại lấy một cái cớ nữa. Tôi nói Chúa biết rằng con có ai thân ở ngoài Bắc hết đó. Con cũng chưa đi ngoài Bắc bao giờ, làm sao con biết đường đi. Vậy nha Chúa, nếu mà có ai từ miền Bắc vô mà mời con đi, con sẽ đi. À, tôi định làm khó Chúa lần nữa. Nhưng mà quý vị biết rằng Chúa của chúng ta khi Ngài đã định rồi thì không ai cãi lại được. Không ai làm khó Chúa được. Tôi như vậy là tôi ngủ ngon rồi. Nói, vậy vậy là con vâng lời nha Chúa, con vâng lời đó. Nhưng mà phải có người dẫn con đi chứ con không biết đường đi. Mà thiệt sự là tôi chưa đi ra Bắc bao giờ. Quý vị, 2 tuần sau, có 2 người thanh niên đến gõ cửa nhà tôi. Và khi tôi mở cửa ra thì cái câu đầu tiên mà tôi nghe được đó là giọng Bắc. Hoàn toàn là giọng Bắc. Tôi nói Chúa ơi con thua rồi. Và người đó nói rằng em muốn mời anh ra ngoài Bắc để giảng Tin Lành. Oh. Và tôi không còn đường nào để trốn hết. Và tôi vâng lời, tôi đi. Và tôi đi bằng tàu lửa. Và suốt hành trình từ Nam ra Bắc thì quý vị biết là nó dừng nhiều cái chỗ sân ga lắm. Ở Nha Trang thì nó tiến theo cái giọng điệu của Nha Trang. Rồi đó tới Thi Hòa. Là ông ba tôi cũng có cho tôi có 3.000. Tôi không biết en cái gì hết đó. Là tôi bắt đầu là hơi bị không hiểu rồi. Rồi ra tới Đà Nẵng tôi lại nghe cái người ta rao bán là ai nước cơm đổ vô bô, nước cơm đổ vô bô. Là tôi lại bắt đầu hỏi Chúa ơi họ nói cái gì vậy Chúa. Thì tôi mới hỏi mấy người kia là họ bán nước cam đổ vô bao. Mà họ rao là nước cơm đổ vô bô. Tôi xin lỗi quý vị nha. Tại vì đó là những cái câu đầu tiên trong đời tôi nghe. Thì nói Chúa ơi còn rao về Bắc họ chè xôi xình xịt, xôi lành nhảy lành đạch. Nó những cái câu rất là địa phương mà tôi không biết nó làm sao con giảng đây. Nhưng mà quý vị biết không, ở trên toa tàu của tôi có 5 người. Và cảm ơn Chúa, chỉ trong vòng không đầy 15 phút tôi làm chứng, 5 người đó quỳ gối tin nhận Chúa. Đó là cái điều để an ủi và khích lệ tôi, để tôi mạnh dạn bước tới. Và khi tôi bước tới thì cảm ơn Chúa, đúng là khi mình dám bước thì Chúa sẽ hành động. Tôi chỉ cần vâng lời bước cái bước đầu tiên, phần còn lại Chúa làm. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, làm chứng ở đâu. Và bắt đầu Chúa Thánh Linh dẫn tôi đến một người bị tà linh. Và cảm ơn Chúa, khi mà cô này được giải cứu, cô chạy đến với tôi và xin cầu nguyện. Và bởi vì cô bị tà linh khống chế, và khi cầu nguyện cho xong thì cô được giải cứu hoàn toàn. Và thế là người ta đồn ra, ô Chúa quyền năng, Chúa quyền năng. Tại vì trước đây người ta nghe nói là đạo này đạo của Mỹ, đạo CIA. Nhưng mà cuối cùng khi họ nghe tôi nói về Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Chúa tạo nên cả vũ trụ này, Chúa là đấng mà chúng ta thờ phượng. Và thế là họ chạy đến tin Chúa quý vị. Và cảm ơn Chúa, những nơi mà chúng tôi đến thì dường như Chúa đã mở cửa hết. Tôi rất là ngại, rất là lo lắng. Và cái hội thánh đầu tiên quý vị biết chúng tôi mở tại đâu không? Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cái nơi mà chúng tôi mở hội thánh đầu tiên, đó là nhà của một trung tá bộ đội là đảng viên đảng Cộng sản. Ông đã mở lòng, mở cửa nhà và mời chúng tôi và tiếp đãi chúng tôi trong những ngày đó. Và hội thánh đã được mở ra tại đó. Cái bước chân đầu tiên là bước khó nhất. Nếu chúng ta dám bước đi, bước thứ hai Chúa sẽ làm. Mà mỗi cánh cửa bắt đầu mở ra, mở ra, mở ra. Và tôi muốn rút ngắn câu chuyện vào, quý vị biết không, ngày hôm nay đã có hơn 75 hội thánh đã được mở ra tại phía Bắc. Nên quý vị hãy nói người bên phải, đừng giới hạn chính mình, đừng giới hạn Chúa quý vị. Vương quốc của Chúa là vương quốc quyền năng, sẽ làm những điều vĩ đại cho những ai dám tin cậy Ngài, cho những ai dám bước đi với Ngài. Dù là tuổi tác, dù là giới tính, dù là chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta dám vâng lời. Quan trọng là chúng ta dám bước đi hay không, để cho Chúa sử dụng chúng ta. Quý vị, sáng nay tôi muốn kêu gọi tất cả quý vị, ai trong chúng ta muốn nhìn thấy điều vĩ đại Chúa làm trên cuộc đời mình, xin đưa tay lên ạ. Ai trong chúng ta muốn nhìn thấy điều vĩ đại Chúa qua chúng ta sẽ làm điều đó, xin đưa tay lên ạ. Mỗi chúng ta quý vị, những hạt cải bé nhỏ này, nếu quý vị dâng ở trong tay Chúa và thưa vâng với Ngài, thì tôi tin cuộc đời của chúng ta sẽ từ tầm thường trở nên vĩ đại, từ nhỏ bé trở nên vĩ đại cho vương quốc của Chúa. Quan trọng là chúng ta có dám dâng cho chính Ngài hay không.
Ai trong chúng ta muốn điều đó, xin hãy đưa ta lên. Tôi mời quý vị chúng ta đồng đứng lên. Chúa muốn làm điều vĩ đại qua mọi cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn biến cuộc đời tầm thường nhỏ bé của chúng ta trở thành những con người vĩ đại. Không phải chỉ có mốt đi, không phải chỉ có nhà truyền giảng đâu, mà qua mỗi chúng ta nữa quý vị. Vì trong vương quốc của Chúa, Ngài sẽ làm điều đó cho chúng ta. Quan trọng là chúng ta có dám hành động, dám bước đi làm theo lời của Chúa, bước đi trong lời Chúa, để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy điều vĩ đại Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta. Mọi người chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy nói rằng: Chúa ơi, con dâng cuộc đời con trong tay Ngài. Sự nhỏ bé này trong tay của Chúa, xin hãy sử dụng con. Chúa có những chương trình vĩ đại trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Quý vị, Chúa có chương trình vĩ đại trên một cuộc đời của tôi và quý vị. Trong tuần qua, khi mà tôi nghe lại lời tiên tri của đầy tớ Chúa nói với tôi rằng tôi là người rất là nhút nhát và sợ hãi khi còn nhỏ. Tôi không nghĩ mình là người có thể đứng trước đám đông. Và khi ông nói tiên tri cho tôi nói rằng anh là người rất là nhút nhát, anh sợ đám đông, nhưng mà Chúa đã thay đổi anh để ngày hôm nay anh đứng trước đám đông mà anh không biết sợ. Quý vị, một người nhút nhát như tôi, Chúa vẫn có thể sử dụng. Nhỏ bé như tôi, Chúa vẫn có thể sử dụng. Thì Chúa vẫn có thể sử dụng quý vị để thầy cứu nhiều người và đem nhiều người trở lại với Chúa. Quan trọng là chúng ta dám tin, dám bước đi hay không. Nếu chúng ta muốn, xin hãy đưa ta lên, tôi cầu nguyện cho quý vị. Chúa, Ngài nhìn thấy được những cánh tay của anh em con, những con người nhỏ bé tầm thường, những con người bị xem thường bởi xã hội này. Nhưng mà con tin rằng ở trong vương quốc của Chúa, Ngài có thể biến những điều nhỏ bé trở nên điều vĩ đại. Con tin rằng trong vương quốc của Chúa, Ngài có thể làm những điều phi thường qua mỗi cuộc đời chúng con. Cho những người dám tin và những người dám hành động, những người dám bước đi trong lời của Ngài. Chúa, con cầu nguyện để quyền năng của Thánh Linh Ngài sẽ tác động một cách mạnh mẽ trong lòng của anh em con, những người đang có mặt ở tại đây và những người đang nghe chúng con chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay. Con cầu nguyện để những cái sự giới hạn ở trong anh em con sẽ bị phá vỡ ngay trong giờ phút này. Những cái suy nghĩ hạn hẹp phải bị phá vỡ trong anh em của con, để anh em con hết lòng tin cậy rằng ở trong Chúa có quyền năng, ở trong Chúa có điều vĩ đại và không gì là không thể với Ngài. Chúa, con chúc phước cho anh em của con và chúc phước cho những hội thánh, những lãnh đạo, những mục sư đang nghe sứ điệp này, để họ dám tin rằng qua họ Chúa sẽ làm điều vĩ đại. Chúng con cảm ơn Chúa, con kính dâng tất cả anh em con ở trong tay Ngài. Xin hãy thay đổi những suy nghĩ tầm thường bé nhỏ ra khỏi chúng con, để chúng con tin cậy vào một đấng vĩ đại sẽ làm điều vĩ đại cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, con hết lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.